Điện thoại thông minh, một vật dụng tưởng chừng như chỉ đơn thuần giúp con người tiện lợi hơn về mọi mặt trong cuộc sống. Nhưng ít ai nhận ra nó đã chi phối, thậm chí làm chủ mọi hoạt động bao gồm đi lại, ăn uống, học tập và làm việc của con người. Không quá lời chút nào khi nói rằng đối với rất nhiều người hiện nay, một khi không có điện thoại di động thì cuộc sống hàng ngày của họ sẽ rất khó tiếp tục, bởi vì thiết bị đó đã kiểm soát chặt chẽ và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Hồi chuông cảnh báo điện thoại di động đang từng bước khống chế con người. Từ khi Internet ra đời, thế giới đã nhanh chóng được liên kết lại. Người dân tại bất cứ nơi đâu đều có thể lên mạng xem được các thông tin trên toàn thế giới, tùy ý đăng các bài viết, bình luận, hình ảnh, video, v.v. Tất cả đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nhân loại. Báo cáo năm 2020 về quảng cáo Internet tại Trung Quốc cho thấy hiện tại thị phần của thiết bị di động đã chiếm đến gần 90%. Nó thông qua việc phát thông tin thời gian thực, dùng cơ chế đăng nhập, quẹt thẻ, phần thưởng, hiển thị dữ liệu cá nhân hóa, sở thích thói quen để tiếp cận con người, bám sát chẳng khác nào âm hồn không dứt. Các ứng dụng sẽ dùng mọi biện pháp, những tiêu đề hấp dẫn để hiển thị tin tức đến người dùng, khiến chúng ta ngay lập tức bị hấp dẫn mà cầm lên. Nội dung thông báo thường gặp thường là giảm giá, ưu đãi để kích thích tâm lý tham lợi nhỏ của con người. Nắm bắt tâm lý tò mò và thần tượng người nổi tiếng, chúng liền sử dụng những tiêu đề như minh tinh nào đó đang phát sóng trực tiếp, sử dụng những từ ngữ như người xung quanh đều xem hay mẫu hot mà người người đang dùng. Thông qua những mánh khóe đó, thúc đẩy con người sử dụng điện thoại trong thời gian dài, đồng thời tăng chi phí mua sắm. Từ bề mặt mà xét, những mánh khóe kích thích tiêu dùng này nó không có gì sai. Nhưng phía sau đó là cả một âm mưu phóng đại vô hạn tham vọng và tăng cường những điểm yếu trong tính cách của con người, trở nên ngày càng tham lam, sùng bái kim tiền, hướng về thế giới xa hoa, trụy lạc, ảo tưởng, rơi vào đầm lầy, dục vọng. Những thanh niên bình thường có thể tự so sánh mình với con cái gia đình giàu có. Khi người khác có những thứ mà mình không mua được, họ sẽ có thể sinh ra uất ức, cuối cùng nảy sinh các vấn đề tâm lý. Không dừng lại ở đó, chỉ cần điện thoại biết được nội dung người dùng đã xem trên mạng thì lập tức có thể đoán biết được sở thích cá nhân, đồng thời sẽ đưa đến những thứ được tạo ra cho riêng người đó, cá nhân hóa những nội dung, những thứ thân thuộc mà người đó cảm thấy thích thú. Ví dụ, một người xem tin tức liên quan đến bạo lực, nó có thể nhận định người này thích bạo lực. Nếu xem tin tức liên quan đến ly hôn, nó có thể nhận định người đó thích tình cảm. Toàn bộ từng cái đều được lưu lại. Sau đó, máy tính chủ sẽ thông qua số liệu này thống kê và tạo ra một lượng lớn thông tin đối với người dùng. Đây là một việc vô cùng đáng sợ, bởi vì con người đều có tâm lý hiếu kỳ, đều có dục vọng. Do đó, Internet liền hiển thị rất nhiều những thứ có thể kích thích các dục vọng kia. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy lướt web là việc vô cùng vui vẻ, bởi vì mỗi khi thấy những thứ bạn yêu thích thì sẽ rất dễ thấy được nhiều thứ khác tương tự. Đó lại vừa đúng là việc máy tính đang lợi dụng những dục vọng để khống chế con người. Cái bẫy hủy diệt. Vào thập niên 90, những video nghe nhìn thường mang theo một thông điệp nào đó gửi đến công chúng. Nếu không sẽ bị xem là nội dung rẻ tiền và cũng chẳng ai màng đến. Nhưng hiện nay mọi thứ đã trở nên đảo ngược hoàn toàn. Mạng xã hội tràn ngập những nội dung âm nhạc vô bổ, đầu độc con người, khiến giới trẻ phát sinh những hành vi kỳ quái biến dị, đặc biệt là TikTok.
Nó khiến họ ảo tưởng vào những thứ không thật. Hành vi phát sinh biến dị qua thời gian sẽ không có sự tập trung suy nghĩ khi đối mặt với vấn đề nan giải của cuộc sống. Nói một cách nghiêm túc, phần lớn lớp trẻ đã mất đi sự tinh tế trong tư duy, không còn ước thúc đối với hành vi bản thân nơi công cộng, mù quáng chạy theo các trào lưu đến nỗi phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Gần đây, một chủ đề rất nóng đang được báo chí trao đổi và bàn đến, đó chính là tác động không thể đảo ngược của điện thoại di động đối với cơ thể con người. Năm 2016, các nhà khoa học thu thập một lượng lớn các mẫu tia X từ những người từ 18 đến 86 tuổi để phân tích phần xương nhô ra của xương chẩm phía sau gáy, gọi là EOP. Kết quả phát hiện những người trẻ tuổi bị EOP đặc biệt nghiêm trọng. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu khoa học lên tiếng cảnh báo thiết bị hiện đại đe dọa trực tiếp đến sức khỏe nhân loại. Bên ngoài, khoa học và công nghệ tàn phá thiên nhiên, gây ô nhiễm không khí, môi trường nước nhiễm độc, động thực vật phát sinh biến dị. Bên trong thì chúng dệt nên một thế giới ảo khổng lồ. Sự phổ biến của Internet khiến giới trẻ ngày càng trở nên ít ra ngoài hơn. Nếu như tắt điện thoại di động, máy tính và các máy truyền thông tin khác thì con người sẽ cảm thấy như thể họ lạc lõng so với xã hội bên ngoài. Điện thoại thông minh thực sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống chính thường của xã hội, phá hủy năng lực tư duy độc lập, năng lực giao tiếp bình thường của con người. Chúng khiến những người làm cha mẹ bận rộn với công việc, ngay cả giải trí cũng không thể rời tay khỏi chúng, đến nỗi quên cả nói chuyện với con cái, làm đứa bé trì trệ phát triển ngôn ngữ, mấy tuổi đầu vẫn chưa biết nói, vân vân. Chúng còn khiến học sinh nghiện trò chơi điện tử, tiếp xúc với những thứ không tốt trong xã hội, đến nỗi quên việc học, lãng phí thời gian, sức khỏe, thị lực trở nên kém, tinh thần uể oải, sa sút. Thậm chí những bệnh nhân sức khỏe đang có vấn đề, đang điều trị trên giường bệnh mà điện thoại vẫn không rời khỏi tay. Tất cả những điều này không phải là vấn đề hay sao? Mặc dù điện thoại là thứ không thể thiếu, nhưng để bản thân không bị khống chế thì mọi người nên tắt những thông báo không cần thiết, chỉ giữ lại những thông báo cần thiết như cuộc gọi và tin nhắn. Sử dụng ứng dụng điện thoại nhưng không được phụ thuộc vào nó, khống chế thời gian và phạm vi sử dụng nó. Tắt những quyền hạn không cần thiết của ứng dụng như định vị GPS. Lúc sử dụng trình duyệt lên mạng thì hãy cố gắng sử dụng chế độ ẩn danh. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể tìm được một môi trường mạng lành mạnh và hài hòa. Sử dụng thời gian lên mạng làm nhiều việc có ý nghĩa hơn là giải trí vô bổ. Hãy tỉnh táo, đừng để dục vọng và những lời nói dối hoa mỹ che mắt, đừng để bất kỳ tà ác và những thứ bất chính khống chế tư tưởng của con người chúng ta. Sau khi phần 1 xuất bản, nhiều khán thính giả bình luận rằng cần nhìn hai mặt của vấn đề, điện thoại thông minh giống như con dao. Nếu dùng vào việc tốt như làm bếp thì nó sẽ hữu dụng, còn nếu dùng vào việc ác thì nó sẽ là hung khí. Lúc đó mới là vấn đề. Với mục đích giúp quý khán thính giả nhận thức ra vấn đề lại không đơn giản như mọi người vẫn tưởng tượng, chúng tôi thấy rằng cần phân tích rõ hơn về bản chất của điện thoại thông minh. Điện thoại di động đang khống chế con người. Phần 2. Sự thật về bản chất nguy hại. Tác giả Thiên Bảo. Là một người làm việc lâu năm trong ngành công nghệ máy tính, có 15 năm kinh nghiệm giới lập trình, và đặc biệt là theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển của ngành công nghệ máy tính từ những năm 90 trở về sau. Tác giả của bài viết hôm nay sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân để đưa ra những phân tích về các phương diện mà một người dùng phổ thông chưa từng nghĩ đến, đụng chạm đến bản chất sâu xa của chiếc điện thoại thông minh, khiến người nghe không khỏi giật mình sửng sốt. Quay lại ví dụ về con dao, đương nhiên chúng ta có thể dùng để làm bếp, nhưng đối với một nhóm những kẻ xấu thì lại hoàn toàn khác. Những người này sẽ sản xuất những con dao giống như dụng cụ làm bếp bình thường khác. Nhưng
Để che mắt người ngoài, một mặt họ sẽ gia cường khả năng sát thương cho loại sát khí này. Một mặt khác, họ sẽ quảng bá rằng những con dao kia có thêm khả năng phục vụ sinh tồn, khả năng chuyên dụng để đi rừng, v.v. Như vậy, bản chất thực sự của con dao hoàn toàn lệ thuộc vào tính toán ban đầu của người sản xuất. Điện thoại thông minh cũng vậy, nó ẩn chứa những mục đích được tính toán rất kỹ lưỡng mà những người thông thường sẽ không bao giờ nghĩ đến. Sự phát triển của chuột máy tính. Mọi người có biết trong khoảng thời gian khi tôi tìm hiểu về công nghệ, điều gì khiến tôi phải đặt câu hỏi trong thời gian dài nhất không? Đó chính là tại sao chuột máy tính chỉ có 2 nút bấm, sau này có thêm nút cuộn, nhưng thiết kế cơ bản vẫn là 2 nút bấm. Con người chỉ có thể dùng 2 ngón tay để điều khiển, về lâu dài sẽ gây thoái hóa khớp ngón tay. Một điều khó hiểu nữa là, trong lịch sử đã từng xuất hiện nhiều thiết bị sử dụng đủ 5 ngón tay để điều khiển và cũng được người dùng đánh giá cao. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, chúng lại không được phổ biến. Phần lớn con người chỉ biết đến loại chuột 2 nút bấm. Cho đến tận hôm nay, khi năng lực sản xuất của con người đã rất cao, nhưng vẫn chưa có cơ hội cho những con chuột với phương thức thao tác xuất hiện trên thị trường. Đây là điều khiến tôi cảm thấy thực sự khó hiểu nhất trong thời kỳ đầu sử dụng máy tính. Cho đến nhiều năm trước, một vài người tu luyện tiết lộ với tôi rằng con chuột máy tính là một công cụ được người ngoài hành tinh phát triển. Vì người ngoài hành tinh chỉ có 2 ngón tay, nên chuột máy tính chỉ có 2 nút bấm. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với những điều mà nhiều người phương Tây tiết lộ. Họ nói rằng ngành công nghệ của Mỹ là do chủng người ngoài hành tinh xám phát minh ra. Ngoài ra, thông tin máy tính sẽ được lưu trữ dưới dạng nhị phân, tức là chỉ có 2 con số, 0 và 1, được gọi là các bit. Chúng ta biết rằng con người gắn bó với hệ lưu trữ thập phân, bởi vì con người có 10 ngón tay. Khi chúng ta dạy những đứa trẻ học đếm, bài học đầu tiên là đếm từ 1 đến 10 trên các ngón tay. Do vậy, vì người ngoài hành tinh chỉ có 2 ngón tay, nên chúng quen với hệ nhị phân. Và kết quả thì sao? Nền tảng công nghệ thông tin của toàn nhân loại đều gắn liền với hệ nhị phân này. Theo quan niệm của Đông y, thì 10 ngón tay của con người là gắn liền với bộ não. Chủ nguyên thần của con người thông qua bộ não để truyền chỉ lệnh, và cử động của các ngón tay đều được kết nối với bộ não. Việc người xưa trau dồi những thú vui lành mạnh như gảy đàn, thêu thùa, các trò chơi khéo tay chính là thông qua các cử động của ngón tay mà trau dồi bản thân. Điều này vừa giải tỏa tâm lý, vừa giúp tâm hồn thăng hoa. Nếu con người sử dụng 2 ngón tay cường độ cao trong thời gian dài, chính là khiến cho chủ nguyên thần bị suy yếu, tinh thần càng ngày càng yếu nhược, dễ mắc chứng trầm cảm. Các lập trình viên mắc chứng đản trí hoặc hay quên. Một ví dụ khác dễ thấy nữa là những chiếc điện thoại thông minh thời kỳ đầu. Chúng đều có một đặc điểm để phân biệt với iPhone hiện nay. Đó chính là bàn phím cứng QWERTY. Những người dùng điện thoại thông minh thời kỳ này rất trung thành với điện thoại có bàn phím QWERTY. Tại sao như vậy? Bởi vì họ biết rằng bàn phím QWERTY rất tiện lợi và sử dụng nó có thể soạn thảo tin nhắn ngay khi đang bận rộn mà không cần nhìn màn hình điện thoại. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, những chiếc điện thoại sau này đã được thúc đẩy để bỏ bàn phím cứng này đi. Có phải vì điều này bất tiện với thao tác 2 ngón tay của chủng người ngoài hành tinh hay không? Và quá trình tiến hóa của công nghệ, phải chăng nhất định là đi đến điểm cuối là chạm và vuốt bằng 2 ngón tay? Những người làm việc trong ngành công nghệ có lẽ họ sẽ không đồng ý. Họ có lối nghĩ rằng hệ lưu trữ nhị phân phù hợp với trạng thái tắt mở của bóng đèn bán dẫn và cái rẽ nhị phân Wundlin. Tuy nhiên, đó là những gì họ biết, còn những điều họ chưa biết như công nghệ phi trọng lực, năng lượng điểm không, v.v. Nếu như những điều này được công bố, nó sẽ lật đổ hoàn toàn nhận thức của con người về công nghệ hiện tại của nhân loại. Khi tương quan khá lớn giữa những điều chúng ta được biết và những điều bị che giấu, thì chúng ta cũng cần suy nghĩ lại về những cái được gọi là sự phát triển khách quan của công nghệ. Trí tuệ nhân tạo, viên đạn, bọc đường. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo AI đã khá phổ biến. Con người xem đây sẽ là trợ lý đắc lực giúp chúng ta giải phóng sức lao động. Sự thực là, trong giới công nghệ vẫn còn rất nhiều bàn cãi xoay quanh các chủ đề như trí tuệ nhân tạo có thực sự tốt cho con người không? Robot
liệu có thông minh hơn con người và quay lại thống trị con người không? Làm sao để kiểm soát người máy và không để chúng gây nguy hiểm cho nhân loại? Có người lập luận rằng, bởi vì con người có khả năng sáng tạo, có thể đưa ra khái niệm về nghệ thuật, nhận thức về tình yêu, có trực giác, vân vân. Đó là điều mà máy móc sẽ không bao giờ đạt được. Từ đó họ kết luận rằng, máy móc sẽ không bao giờ có năng lực như con người. Những cỗ máy vô tri vô giác sẽ không bao giờ có được trí khôn để phản chủ. Con người sẽ ngày càng hoàn thiện các thuật toán để kiểm soát điều đó không xảy ra. Nhưng tôi khẳng định rằng, đó là suy nghĩ sai lầm. Nếu nói rằng robot sẽ không thông minh bằng con người, thì có một sự thật mà chúng ta đã né tránh không đề cập. Đó chính là robot sẽ càng thông minh hơn và con người đang trở nên trì trệ và kém thông minh hơn. Cho đến một ngày, trí tuệ của máy móc sẽ bắt kịp với con người, thay con người điều hành mọi thứ. Thực tế cho thấy, con người hiện nay không còn khả năng thực hiện các phép tính đơn giản. Quý khán thính giả có thể thực hiện một phép thử bằng cách hỏi nhanh một người rằng 29 x 3 là bao nhiêu và xem liệu có bao nhiêu người có thể đưa ra một câu trả lời đủ nhanh và chính xác. Tôi đã từng theo dõi một chương trình giả lập trí tuệ nhân tạo. Trong đó, các lập trình viên sẽ dạy cho con bot AI cách chơi trốn tìm. Chúng được chia làm hai nhóm. Nhóm này sẽ truy tìm nhóm còn lại. Và những con bot sẽ được học hỏi cách để thực thi đúng nhiệm vụ của mình. Và điều gây sốc đã xảy ra. Chúng đã tìm ra cách để chiến thắng, trong đó có gian lận. Khi chơi ở một màn khác, kẻ đuổi bắt phát hiện là có thể sử dụng khối hình làm bệ trèo. Nó trèo lên chiếc hộp và tiếp theo đây. Trò lướt hộp này ngầu quá phải không? Không tin nổi luôn, chiếc hộp đang lướt đi. Các nhà khoa học rất ngạc nhiên trước nước đi này. Nhưng đây chỉ mới là một trong các trường hợp cho thấy AI, kẻ đuổi bắt, có thể phá vỡ luật chơi. Ở đây, hệ thống vật lý được lập trình là các đối tượng có thể di chuyển khi có lực tác động lên chính nó. Nhưng họ chưa kiểm tra xem liệu chúng có thể tác động lên sàn hay không, bởi vì có ai bình thường mà nghĩ ra được việc như thế. Điều này cho thấy người máy sẽ tính đến chuyện gian lận để đạt mục đích, thậm chí chúng sẽ nghĩ cách để không bị chủ nhân ngắt điện và cho về hưu. Nếu quý khán thính giả vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra vấn đề, vậy để tôi nói thẳng với mọi người rằng, phía sau cái gọi là phát triển công nghệ kia là âm mưu thay thế con người bằng người máy, từ đó tìm cách để chiếm lấy thân xác nhân loại. Đây chính là mục đích cuối cùng của người ngoài hành tinh. Bản chất của chuyên môn hóa. Nhiều thế kỷ qua, con người đã quen thuộc với khái niệm chuyên môn hóa, nghĩa là mỗi cá nhân sẽ thành thục với một công đoạn và chuyên môn nào đó. Họ sẽ gắn bó cả đời với công đoạn mà mình đảm nhận, chỉ cần làm sao đẩy mạnh năng suất lên, và ai cũng thấy điều này là hợp lý. Tuy nhiên, không nhiều người thực sự đặt câu hỏi về khái niệm này. Thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp, khái niệm này mang lại năng suất lao động cao. Nhưng đến thời điểm này, nó bắt đầu bộc lộ nhiều bất ổn. Bản chất của chuyên môn hóa cao độ chính là chia nhỏ đến mức tối đa quy trình làm việc. Mục đích là biến chúng thành những thao tác mang tính công thức dễ sao chép, đồng thời sẽ cải tiến máy móc để thay thế con người. Hiện nay, robot có thể thực hiện thao tác phức tạp như phẫu thuật trong bệnh viện. Mục đích của toàn bộ quá trình này chính là từng bước cho máy móc thay thế con người. Đến một lúc nhất định, người ngoài hành tinh sẽ công khai xâm chiếm trái đất. Mạng 5G xuất hiện thực sự là mối đe dọa to lớn đối với nhân loại. Mạng 5G kết hợp với công nghệ IoT, Internet vạn vật, sẽ là trợ thủ đắc lực để kiểm soát con người ở cấp độ vi tiểu. Bởi vì chúng cung cấp phương thức xử lý thông tin ở đầu cuối, các thiết bị gia dụng như ổ điện, tủ lạnh cũng sẽ trở thành bộ xử lý thông tin cơ bản gửi cho máy chủ trung tâm. Những thông tin này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hành vi và cấu trúc nhân khẩu, từ đó dẫn đến một hệ quả không thể đảo ngược, đó là khiến cho toàn nhân loại bị đặt trong tình trạng bị theo dõi. Đây cũng chính là lý do vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi dự án 5G bằng mọi giá, cộng thêm các thiết bị gia dụng thông minh, trên 90% đều được sản xuất tại Trung Quốc.
nó sẽ là vũ khí chiến lược cho chính phủ độc tài. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đang theo đuổi dự án AI mạng neuron thần kinh. Các máy thực tế ảo sẽ nói thẳng đến thể tuần quả của con người. Từ đó, con bot trí tuệ nhân tạo sẽ đọc được những tín hiệu từ bộ não để học cách thao tác. Điều này sẽ khiến công nghệ AI có bước tiến lớn. Chúng ta có thể quan sát cách Google sản xuất ra những con robot Boston Dynamics với sự khéo léo tương đương các con thú trong thời gian ngắn đến mức khó tin. Khi 10 năm trước vẫn còn là dự án trên giấy, nhưng hiện nay họ đã hoàn toàn đạt được mục đích tạo ra những con robot mô phỏng sinh học hoàn hảo vượt qua sự tưởng tượng. Chúng ta nói một chút về Bitcoin. Vào những năm 2000, nếu có ai nói với mọi người rằng những dãy số trong máy tính sẽ có giá trị hàng tỷ đồng, thì người ta sẽ nói người đó bị bệnh tâm thần. Nhưng điều đó đã trở thành sự thật khi thuật toán Bitcoin xuất hiện. Người sáng tạo ra thuật toán này vẫn còn là một bí ẩn. Nó giống như Bitcoin từ trên trời rơi xuống, không ai biết tung tích và gốc gác của nó. Ý đồ phía sau Bitcoin là gì? Quý khán thính giả có thể tự theo dõi và đưa ra câu trả lời cho riêng mình. Thông điệp cảnh tỉnh. Từ năm 2000 đến nay, thế giới luôn chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của ngành công nghệ. Nó đã vươn tầm ảnh hưởng đến tầng lớp thu nhập thấp nhất, nghĩa là bất cứ ai cũng có thể mua một chiếc điện thoại di động. Nếu trầm tĩnh suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi này quá nhanh, nhanh đến mức bất thường, nhưng không ai lý giải được lý do vì sao. Vũ trụ đã đến thời khắc trùng tổ, các nhà thiên văn học cũng phát hiện thấy rất nhiều tinh hệ bị nổ tung trong thời gian ngắn. Người ngoài hành tinh càng thấy rõ sự việc này hơn, họ cũng đang đứng trước bờ vực nguy hiểm, nên đã bất chấp hậu quả, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ. Mục đích không gì hơn chính là muốn kiểm soát và thay thế con người, vì trong hoàn cảnh này chỉ có trái đất là nơi an toàn nhất. Đó là tất cả những gì nhân loại đang phải đối mặt, nhưng con người lại không nhận ra, ở trong vô minh mà tự đào mồ chôn chính mình.